Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ trở lại với một video mới. Video hướng dẫn cách xăm tỉa. Tỉa là một cái kỹ thuật rất là cơ bản của những người thợ xăm cần phải có. Nhưng mà có nhiều bạn tỉa chưa có được đẹp. Vậy thì hôm nay mình sẽ phân tích cũng như hướng dẫn các bạn làm sao mà cho tỉa nó thật đẹp, thật là có những cái hạt thật là đều và thật là mịn và cũng như là đúng kỹ thuật nhất có thể. Trước tiên mình sẽ giải thích tỉa là như thế nào. Tỉa là một cách gọi của những cái người thợ xăm Việt Nam. Trên thực tế, tỉa là một hình thức rải rải đường kim làm sao mà cho nó ra hạt. Bình thường á, khi chúng ta đi nét á, chúng ta phải kéo nét làm sao mà cho tạo nên một cái nét thẳng liền mạch với nhau. Nhưng mà kỹ thuật tỉa thì nó khác, nó cần kéo một cái nét, nhưng mà cái nét đó nó phải tạo nên những cái hạt cát li ti trên dọc cái đường mà chúng ta kéo. Ngày xưa á, thì những lúc mà xăm chưa có đủ điều kiện á, thì những người thợ ngày xưa họ chỉ có một cây kim thôi, một cái kim đi nét thôi, thì họ dùng một cái kim đó, nhưng mà họ muốn tạo ra được cái độ đậm nhạt sáng tối thì họ nghĩ cái cách đó là tỉa, đó là vuốt ra để tạo cái độ đậm nhạt. Thì cái nguyên lý của nó như thế nào, đó là khi á, cái kim nó nhịp lên nhịp xuống như thế này, mà khi chúng ta kéo chậm á, thì với lại là cái nhịp kim nó nhanh á, thì nó sẽ tạo nên một cái đường liền mạch. Nhưng mà khi chúng ta làm cho cái nhịp kim nó chậm lại và sau đó chúng ta kéo nó nhanh hơn, thì cái nhịp cái kim nó đâm xuống da nó sẽ tạo nên những cái hạt li ti giống như là nó bị bỏ nhỏ vậy đó. Thì cái một nguyên lý của nó như thế nào, chúng ta sẽ thứ nhất á là chúng ta phải giảm cái số von cho nó thấp thôi. Thì số von thấp á, thì cái nhịp kim nó sẽ chậm thì nó sẽ tạo ra nhiều hạt hơn. Thứ hai á, khi chúng ta tỉa chúng ta phải vuốt cho nó nhanh và dứt khoát. Nhanh nhưng mà chúng ta khi mà vừa tiếp xuống cái làn da chúng ta vuốt tốc độ trung bình, nhưng mà càng về sau chúng ta vuốt càng nhanh lên, giống như là máy bay đang cất cánh vậy đó. Đó, mình dùng một cái từ máy bay cất cánh để các bạn dễ hiểu. Vuốt lên, vuốt lên, vuốt lên. Đó, đây là một cái kỹ thuật mình mới vừa nói, đó là lý thuyết thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thực hành để cho các bạn dễ hiểu hơn về cái kỹ thuật này. Thì bây giờ trước tiên á thì mình sẽ thực hiện cái kỹ thuật size trước. Mà cái kỹ thuật mà các bạn thường hay mắc lỗi để cho mình hình dung được ha, thường các bạn đi sẽ bị như thế này nè, các bạn đi xuống chậm quá thì nó sẽ bị dính một cái nét liền như thế này, nhìn nó sẽ không có ra được cái tia. Cho nên á, cách giải quyết đó là mình sẽ xuống nhanh một xíu. Càng ra ngoài càng nhanh. Các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Rồi cái vấn đề thứ hai á là các bạn hay tỉa mà các bạn tỉa lung tung, các bạn tỉa không theo làn lối. Các bạn tỉa thế này. Thì một lát á, những cái đường tỉa của bạn nó sẽ bị lộn xộn, nó đang chéo lại với nhau nhìn rất xấu. Thì cái cách giải quyết là như thế nào? Thì chúng ta phải tỉa theo làn lối á, một á thì chúng ta tỉa song song. Như thế này. Còn hai á là chúng ta tỉa theo từ một điểm chúng ta tỏa ra. Từ một cái tâm chúng ta tỏa ra. Như thế này. Thì thấy chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn là chúng ta tỉa nó cứ lung tung, cứ 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 nó lộn xộn thế này thì nhìn nó rất là xấu. Một là song song, hai là từ một điểm tỏa ra. Rồi sau khi mình biết được là cái lỗi sai rồi thì giờ mình sẽ bắt đầu vào cái phần luyện tập. Thì cái bài luyện tập đầu tiên á, thì mình sẽ thấy cái biểu đồ này, các bạn chấm một điểm ở giữa, các bạn sẽ tập tỉa ra các hướng, tỉa thẳng ra các hướng, thì nó sẽ luyện cho cái cổ tay mình rất là dẻo. Mình không được xây miếng da nha, mình chỉ để miếng da yên một chỗ thôi. Mình tỉa lên, tỉa qua, tỉa đây đó, tỉa xuống, tỉa các chiều thôi, dùng cái cổ tay và ngón tay thôi để gặt như thế này, gặt như thế này, gặt như thế này, chứ không được xoay miếng da. Thì chúng ta sau khi luyện được cái bài này thì chúng ta sẽ áp dụng được rất là nhuần nhuyễn các kỹ thuật khác luôn, tại vì lúc này cái cổ tay mình nó đã dẻo rồi thì mình có thể đi nét nó đẹp hơn bình thường luôn đó. Thì chúng ta sẽ tập đây, đây đá ra, dùng ngón tay nè, dùng ngón tay nè, đá ra, dùng ngón tay và cổ tay đá ra, đá ra, đá ra.
Đá dứt khoát theo cái hướng mũi tên nè. Đó, tròn ra luôn. Lát mình xong rồi mình sẽ chụi ra cho các bạn coi. Bây giờ là cái mực này nó hơi đặc. Kéo xuống. Bữa giờ dịch nghỉ ở nhà mấy chục ngày cái tay nó hơi run một xíu tại vì không có bữa giờ không có xăm. Các bạn thông cảm cho mình. Đó. Cái chỗ cái chiều này để hơi ngược tay nè không? Thì chúng ta hơi khó một xíu, chúng ta phải luyện nhiều cái chiều này. Đó. Đứng máy một chút tại vì nghiêng máy quá thì cái hạt mình sẽ bị méo, chúng ta phải đứng máy một xíu. Đó, tiếp tục như vậy. Đó. Thì tương tự như vậy cho đến khi mà hết cái vòng tròn. Thì cái này do thời lượng không có nhiều cho nên mình chỉ làm một phần để cho các bạn hiểu thôi. Rồi lúc các bạn tập thì các bạn nhớ làm tròn hết luôn nha. Đó. Đây là cái thành quả của chúng ta. Nhớ tỉa là sao mà cho nó thẳng ra thế này. Nó dứt khoát thẳng ra chứ đừng có bị méo 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 nha. Thẳng ra, càng thẳng càng tốt. Theo các cái chiều thế này. Rồi khi mà các bạn tập xong cái bài này rồi, nhuyễn rồi, các bạn qua cái bài này. Bài này cho mình. Cái bài này thì nó khó hơn một chút xíu, nó cũng là tỏa ra nhưng mà nó tỏa theo cái đường cong như thế này. Tại vì đâu phải lúc nào mình cũng tỉa thẳng đâu, mình phải tỉa cong nữa. Thì cũng tương tự chúng ta sẽ làm thế này. Khó hơn nha. Cong nhưng mà cong cho nó dứt khoát nha, chứ không phải là cong mà nó bị gãy nha. Những cái chỗ mà ngược tay thế này này nó rất là khó cho nên chúng ta phải tập nhiều. Thuận tay thì nó dễ. Đừng có tì cái tay mạnh xuống bàn quá. Để hờ hờ thôi, tại vì chúng ta tì mạnh xuống quá thì chúng ta bị lệ thuộc xuống cái bàn này, chúng ta không có kéo cho nó linh hoạt được. Cứ để cái tay hờ hờ lên thôi. Bạn nhớ là khi chúng ta tỉa xong rồi chúng ta có quyền tỉa lại nha, chúng ta có quyền chồng lên lại để cho nó dày hơn, có quyền đó chứ không phải là cứ bắt buộc phải tỉa qua một lần. Tại vì có khi chúng ta tỉa qua nó không ăn mực thì chúng ta có quyền tỉa lại thôi, hoặc là chúng ta muốn nó đậm hơn. Rồi chùi xem thử cái nè, đây là thành quả. Các bạn để ý xem những cái tia xoáy này đó, nó rất là tự nhiên, nó xoáy 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 như này. Các bạn tập xoáy theo cái chiều này mà các bạn tập nhuyễn rồi thì các bạn có thể xoáy theo chiều ngược lại đó. Chúng ta phải tập cho nhiều nhuyễn trước khi chúng ta xăm chứ. Một số bạn thường á, xăm á, mà không chịu tập trước, cứ vô xăm cứ ken hình vô xăm rồi xăm hư trên da của khách thì cái đó rất là sai lầm. Cho nên chúng ta thấy cái gì khó quá chúng ta cứ tập trước ở ngoài đi cho chắc, theo cho nhuyễn đi. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta áp dụng vào bài thôi. Đây là cái hoa sen. Đó, thì bây giờ mình sẽ tỉa cho các bạn xem cái hoa sen này. Mình sẽ kết hợp theo ví dụ như chỗ này nè thì mình sẽ tỉa thẳng nè. Nó sẽ tạo được cái độ đậm nhạt từ trong gốc ra để tạo cái chiều sâu cho hoa sen đó. Rồi ví dụ cái cánh này thì chúng bắt buộc nếu mà cái cánh nó cong như thế này mà chúng ta lại tỉa thẳng thì chúng ta đó là một sai lầm nghe, làm cho cái bông nó rất là đơ và nó không lên khối được. Thì chúng ta sẽ tỉa cong, áp dụng cái tỉa cong liền. Cái tỉa này nó hơi, cái bông này nó hơi bự nhưng chúng ta phải tỉa nó hơi xa một xíu, hơi dài một xíu đó. Cái này mà ông nào mà không có chịu tập trước là vô tẻ một hồi là nhìn cái bông thấy ghê luôn.
Đó, bên đây tẻ cong đây đúng không? Còn bên đây tẻ cong ngược lại. Để tạo cái độ bầu bỉnh cho cái hoa sen này. Tỉa này nó thường nó áp dụng cho mấy cái hình black quạt nè, hoặc là ở Việt Nam chúng ta thì thấy Phượng Hoàng tỉa đó của Quang Tim rồi đó thì cái hay áp dụng kỹ thuật này. Còn cụ thể của người ta làm thế nào thì anh không biết, nhưng mà còn cái này là riêng của mình thôi. Kỹ thuật này là của riêng mình, các bạn học thì cứ chắt lọc ra học, tại vì mỗi người có một cái hay riêng. Cái này thì mình đang dùng cây 5RL nha, đang ở cái số vôn là 7V. Máy là máy F-Loop của hãng FK, máy pin dính liền không dây. Đó, rồi mình tẻ. Rồi tẻ thì mình tẻ như vậy là xong rồi, chứ mình đừng có tẻ đen quá là nhìn cái hạt nó bị đen nhìn xấu lắm. Đó, tiếp tục là mình làm tiếp các cánh còn lại thôi. Đây là thành quả tiếp theo của chúng ta. Các bạn để ý nha. Đó. Những cái đường tẻ mình nó phải cong theo cái đường nét bên ngoài thì cái tẻ và cái nét nó mới liên quan với nhau được. Còn một số bạn cứ đi nét một đường rồi tẻ ở trong một nẻo, nó nhìn nó rất là kỳ cục. Kỹ thuật này thấy nếu nhiều bạn nghĩ là nó dễ, các bạn không có tập, nhưng mà khi mà làm vào chúng ta mới thấy nó khó. Cho nên đó là các bạn hãy tập siêng năng kỹ thuật này vào nha. Vậy là bài học hôm nay đã xong rồi. Thì như các bạn cũng biết là hiện tại là đang trong cái mùa dịch thì mọi người rất là khó khăn. Thì các bạn cũng đừng có buồn bã quá. Thì ai cũng như ai thôi, nên tranh thủ cái thời gian mà chúng ta được nghỉ thế này nè, chúng ta sẽ luyện tập xăm chân da nhân tạo, luyện vẽ và trau dồi thêm kỹ thuật để sau khi mà hết dịch thì chúng ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Đó là những điều mình muốn nhắn nhủ, với lại là các bạn nhớ chăm chỉ luyện cái kỹ thuật mình mới vừa hướng dẫn nha. Thì mình dạy thì mình luôn muốn các bạn sẽ nhờ vào kỹ thuật mình hướng dẫn mà các bạn sẽ giỏi lên từng ngày. Cho nên các bạn cố gắng luyện tập để đừng có phụ lòng mình nha. Thì cuối video clip thì mình xin nhắn nhủ các bạn là nhớ like và share hoặc là comment những cái ý kiến của các bạn dưới video clip cũng như là những cái thắc mắc, để mình có thể dựa trên đó mình có thể làm những cái video clip lần sau nó hay hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn.